Xin chào cô chú anh chị. Đầu clip xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một lô đất mặt tiền nằm trên trục đường số 36 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, khu Tên Lửa, vị trí gần với trục đường Trần Văn Dào, chủ tài sản đang có nhu cầu bán. Lô đất đang nằm trong khung hình với diện tích ngang 11, chiều dài 18m. Tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 188m², đất ở đô thị 100%. Tiện xây dựng mới, đất thuộc sở hữu cá nhân, hướng chính là hướng Tây và hiện tại đang được chủ nhân chào bán là 16,5 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản.